Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất là vui khi gặp lại mọi người trong cái video clip lần này. Thì hôm nay Sang sẽ làm video clip hướng dẫn cho mọi người cái cách sử dụng cái con Dunreal Vision bóng ca Dual này. Thì video lần trước thì mình có giới thiệu sơ qua về những tính năng, về những cái điểm nổi bật của cái dòng này. Thì đây là cái bản nâng cấp giữa cái dòng Real Vision bóng ca và kế thừa những cái gì nổi bật của cái dòng Solo. Đối với cái dòng này thì chúng ta có thể dễ dàng xem phim, nghe nhạc, karaoke trên một cái đầu nhỏ gọn như vậy, bởi nó tích hợp cho chúng ta đến tận hai cái ổ cứng giúp cho chúng ta sử dụng. Thì video lần này thì mình sẽ làm một cái video lắp đặt chi tiết cho mọi người để mọi người có thể dễ dàng sử dụng khi mà chúng ta mới vừa mua về mà không cần phải đội ngũ kỹ thuật setup sẵn. Ok mọi người, thì đây chính là những phụ kiện kèm theo và phụ kiện cần có cho cái đầu đua này. Thì đây là cái ổ cứng 4TB. Khi mà mọi người mua đầu đun tại Thiên Vũ thì trong cái gói bán đầu karaoke thì sẽ có luôn cái phần ổ cứng 4TB này, chép nhạc trong đó là 30.000 bài hát cho mọi người sẽ sử dụng nhạc, nguồn nhạc từ ổ cứng. Và kèm theo đó là mọi người có thể sẽ có thêm cái cây kích hoạt karaoke trên đầu đun để giúp chúng ta sử dụng. Thì như mọi người đã biết thì cái ứng dụng đó chính là Smart Karaoke. Ok mọi người, thì ở đây thì nhà hãng cho chúng ta một số cái thiết bị kèm theo, như là đầu mod là phải cần có rồi nè. Một cái remote đơn giản, nó gần giống với những cái phiên bản trước đó thôi, nó không có khác gì. Nguồn adapter 12V. Thì ở phiên bản này thì chúng ta sử dụng nguồn adapter như thằng Dual Solo ha. Một cái cộng dây âm thanh, một cộng dây âm thanh này là từ 3.5 mà ra AV nè mọi người, AV trắng đỏ. Thì cái cọng vàng này là cái cọng dây hình ảnh chúng ta không cần sử dụng. Tuy nhiên thì đối với Thiên Vũ thì mình ít dùng cái dây này lắm. Thường thì mình sẽ sử dụng dòng optical, nó truyền cái chất lượng âm thanh nó tốt hơn. Thì tiếp đến thì vẫn là hai cái anten. Một dây HDMI. Một cái con mắt để chúng ta có thể kết nối với những cái remote học hồng ngoại mọi người. Và nhà hãng cho chúng ta tặng 3 cái dây nguồn. Thì ba dây nguồn này với những cái đầu cắm khác nhau cho chúng ta dễ dàng sử dụng cho các ổ điện đó, rất là chi tiết. Và nhà hãng cũng cho chúng ta luôn một cái bộ khóa đó. Video lần trước thì mình có giới thiệu mọi người thì cái đầu đuôi này nó có một cái chìa khóa ổ cứng để cho chúng ta có thể khóa cái ổ cứng này lại, không cho người khác đụng vào đó. Và đây chính là bộ chìa khóa của nó đó. Ngoài ra thì cho thêm ít ốc vít để chúng ta có thể đấu cái ổ cứng 4TB này vào với cái khay đựng ổ cứng. Thì như mình đã nói đó, thì khi mà chúng ta đấu vào thì nó sẽ rất là dễ bị tụt ra. Thì có ốc bắt vào nó sẽ giúp cố định cái đầu đun của chúng ta. Khi mà có ốc bắt vào thì nó có thể cố định được cái ổ cứng của mình. Ok mọi người, thì đó là sơ qua về những cái vật phẩm đi kèm đối với đầu đun. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình lắp ráp cho mọi người. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ để ổ cứng vào. Mọi người lưu ý thì cái đầu mà nhận ổ cứng á thì chúng ta sẽ để ngoài, còn cái đầu không có nhận ổ cứng thì chúng ta sẽ để ở trong như vậy. Chúng ta đút vào. Khi mà chúng ta đút vào á thì mọi người sẽ cố gắng tìm thấy cái lỗ ở chỗ này nè. Làm sao mà để cho ốc nó ra cái lỗ nè, thấy không? Rồi chúng ta bắt vít vào thôi. Đây, nhà hãng cho chúng ta một bộ ốc vít sẵn, chỉ việc là chúng ta sẽ lắp ốc vào. Có đơn giản nha, không có gì khó hết. Chủ yếu là chúng ta sẽ cố định nó lại, không cho nó chạy. Bên đây cũng vậy luôn. Sau khi mà chúng ta đã cố định xong rồi, giờ chúng ta để ổ cứng vào luôn. Ta đẩy vào. Xong. Và đặc biệt hơn thì nhà hãng cho chúng ta thêm cái bộ đồ khóa này các bạn. Hai cái chìa khóa. Thì chúng ta muốn không cho ai đụng vào, chúng ta chỉ cần cắm ổ khóa vào. Thế như mình đây rồi. Đây đang mở đúng không? Đây đang mở đúng không? Mình cắm vào, xăng lại. Khi mà chúng ta xoay như vậy rồi thì lúc này chúng ta sẽ không còn mở ra được nữa, rất là chắc chắn. Rồi mở ra.
nhận lại thường, tháo mở bình thường ha. Đó, chúng ta muốn mà đẩy vô sát vô chúng ta phải đẩy cái này ra nè cho nó vô. Đó, chúng ta đẩy vào đó, nó sát vào. Ok mọi người, bây giờ thì mình lắp anten vào và mình phát, mình cài đặt thôi. Cái phần này tua nhanh nha. Đây mình test nhanh cho mọi người nên là mình sẽ lấy nguồn từ cái HDMI từ nguồn mình có sẵn. Phía sau thì nó chỉ có một cái ngõ HDMI thôi nên là mọi người hoàn toàn cứ cắm thoải mái, không sợ lộn ngõ HDMI như là cái con solo. Đó, đúng một ngõ HDMI thôi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cắm nguồn chỗ này. Đây. Mình lấy đại một cái nguồn nào đó đi. Nó cũng tương tự nhau. Đó, ta mở cái công tắc ở phía sau. À. Nó vẫn có một cái màn hình LED ở phía trước cho mọi người ha. Ok mọi người, thì sau khi mà chúng ta đã lắp đặt vào rồi thì đây chính là cái giao diện của Dun. Thì nó hoàn toàn y hệt với cái dòng solo mà mình đã giới thiệu cho mọi người trước đó. Mình có hướng dẫn trước đó. Thì chúng ta vẫn tiếp tục, chúng ta đi vào phần cài đặt. Đó, chúng ta vào phần network. Chúng ta chọn cái wifi thì ở đây. Chúng ta bấm vào thì nó sẽ có cái phần edit. Bấm vào nó sẽ có phần scan. Thì ở đây mình đã có nhập mic wifi của Thiên Vũ vào rồi. Nên là mọi người có thể thấy nè. Nó đã có sẵn hết trơn rồi nè. Lúc mà mọi người nhập xong hết trơn, mọi người bấm OK thì nó sẽ hiện lên cái dòng chữ là Connect to Việt Thiên Vũ. Đó, tức là lúc đó thì đầu của chúng ta đã nhận Wi-Fi. Tiếp đến thì chúng ta mới bắt đầu thoát ra. Khi mà chúng ta thoát ra thì chúng ta sẽ đi vào phần sụt. Ra vào phần này. Đó. Khi mà chúng ta vào đây á, thì chúng ta sẽ bấm vào cái bảng, đó chính là bảng 3.18 RTD giúp mình. Thì vì đây là đầu Dun sử dụng Smart Karaoke trên Dun nên là mọi người sẽ cài giúp mình là RTD nha. Đó, chúng ta bấm vào. Bấm vào thì chúng ta bấm Install thì nó sẽ cài cho mình. Đó, ở đây do là mình đã cài rồi nên là mọi người có thể thấy nó thể hiện là app không thể cài đặt do là đã có cài sẵn rồi. Thì chúng ta thoát ra. Đó. Thoát ra thì chúng ta vào phần app. Đó. Application à. Đó, chúng ta bấm vào phần Android. Đây là giao diện, nó sẽ có hai giao diện, một là giao diện của Dun, hai là giao diện của Android. Bấm vào Android thì lúc này thì chúng ta sẽ xài hệ điều hành y hệt với Android TV của chúng ta. Bấm vào Android. Đó. Thì ở đây thì chúng ta có thấy được là đây là app mình đã cài trước đó rồi. Đó, lúc mà mọi người cài đặt thì mọi người sẽ không thấy được cái app này. Tuy nhiên chúng ta sẽ chỉ cần vào cái phần này. Chúng ta sẽ cài đặt bất cứ những ứng dụng nào chúng ta muốn. Như bây giờ mình sẽ muốn cài cái phần đó chính là App Store TV thì mình cài bấm vào thì nó sẽ hiện ra thôi. Đó, đơn giản như vậy. Khi mà mọi người vào đây mọi người không thấy Smart Karaoke, mọi người cũng bấm vào đây thì nó sẽ ra. Nếu mà mọi người đã cài đặt nó bên kia như lúc nãy mình đã hướng dẫn rồi. À, ok ha. Thì bây giờ thì mình sẽ vào phần app. Smart Karaoke. Bây giờ thì mình sẽ vào phần cài đặt. Đầu tiên mình ta kiểm tra cài đặt. Chúng ta quét lại danh sách bài hát khi mà chúng ta cài đặt. À, 30.000 bài các bạn. À, một cái ổ cứng 4T chứa được 30.000 bài hát cho chúng ta lựa chọn. Thì ở đây con số là 27.888. Ok, chúng ta tạo thêm này cho bài hát. Thì ở đây nó chỉ có 4.092 thumbnail thôi. Chúng ta sẽ tổng lại. Đó. Số lượng bài hát lúc nãy chúng ta sẽ tạo cho số lượng bao nhiêu đó. Thì nó hơi lâu một tí. Các bạn có thể đợi một tí ha.
Ok mọi người ha, thì bây giờ thì nó đã tạo xong thumbnail rồi nè. Mọi người có thể thấy là 27.837 bài hát thumbnail. Ok. Đó. Ta xuống đây chúng ta coi cái mã kích hoạt rồi. Khi mà mua hàng tại Thiên Vũ thì sẽ có cái mã kích hoạt như vậy. Vĩnh viễn. Và phiên bản của nó là RTD 3.23 hiện tại. Đó. Sau khi mà mỗi lần mà khi mà app cập nhật phiên bản thì mọi người vào đây, mọi người cứ bấm vào phần cập nhật phiên bản là nó sẽ tự động update cho mọi người. Ok, thì chúng ta ra và chúng ta chọn bài hát thôi. Ok mọi người, sau khi mà mọi người đã ra cái giao diện này rồi đó, thì ở đây mọi người đã thấy nè, phần này chính là giúp cho chúng ta nhận biết được nó có xài ổ cứng hay chưa. Đó, đèn con ổ cứng nên nó sẽ ra được cái list bài hát cho mình chọn. Đó, nếu mà mọi người chọn bài hát trên này cũng được, hoặc là mọi người muốn chọn kỹ hơn, muốn chọn tự mình chọn những bài hát của mình đó, thì mọi người vào phần app đây, Smart Karaoke. Mọi người tải phần mềm Smart Karaoke Remote về ha, rồi mọi người bấm vào. Rồi. Ở đây thì mọi người nên bỏ chế độ Wi-Fi ha, chế độ có dữ liệu di động thì nó sẽ không nhận. Đó, sau khi mà mọi người vào Wi-Fi rồi thì nó sẽ hiện lên một list như vậy. Mọi người muốn bấm chọn bài hát trên ổ cứng nè, nó sẽ có hai chế độ nè, ví dụ như là bài tình nhạc file đi ha, tình nhạc file. Đó, nó sẽ có một, khi mà mọi người chọn tình nhạc file á, nó sẽ hiện ở trên này là phần tất cả nè, đây là list danh sách tình nhạc file của ổ cứng, rất là nhiều cho mọi người chọn. Đó, và nếu mà mọi người muốn chọn qua YouTube cũng được, chọn cái bản mà mình hay hát tình nhạc file, bấm vào tình nhạc file thì nó sẽ hiện ra cái list của YouTube. Đây là YouTube nha mọi người. Đó. Thoát ra thì qua ổ cứng lại. Ok, đơn giản như vậy thôi. Đây là lay nè. Bây giờ mình chọn một bài đi ha, chọn lại một bài đi, chọn. Nó sẽ hiện lên như vậy. Đó, âm lượng nó đang nhỏ nên chúng ta sẽ tăng âm lượng tí. Ok, thì nói chung tới phần này thì mọi người cũng đã biết cách sử dụng rồi. Mọi người lưu ý giúp mình đó là khi mà mọi người chọn bài trên cái phần mềm app như vậy là mọi người phải vào cái phần giao diện bên ngoài nha. Mọi người bắt buộc phải vào cái phần giao diện của cái phần Smart Karaoke để mọi người có thể sử dụng chọn bài, chứ không là nếu mọi người đang ở bên ngoài của phần mặt TV á, thì mọi người sẽ không thể nào chọn bài được. Ok, thì video clip của mình đến đây là hết rồi. Nếu mà mọi người cảm thấy video clip này có cái phần thiếu sót nào thì hãy bổ sung giúp mình ngay tại phần comment phía bên dưới để mình có thể cập nhật và thay đổi giúp mọi người. Thì video clip hay, hãy bấm like, share, subscribe giúp kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.